Dạ kính thưa quý cô chú ạ, hôm nay Mạnh và cùng nhóm anh em lại thăm cái chú lò thiêu quý cô chú. Đây, hôm nay Mạnh tới rồi nè, là lại thử thăm lại chú có thay đổi những gì không. Có chú đây nào quý cô chú, đây 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 đây, đây. Chú đây, chú đây. Sao chú? Mừng không chú? Chó này dữ quá chú ơi, có. Không dữ đâu. Heo. Ê. Đi con. Chú vô chú thăm. Ui. Đây. Lại chú này tiếp móc ngôi gì đó. Dạ. Chú con chào bác. Rồi. Dạ, đang sửa cái gì hả chú? Vô cái nước được rồi À. đang kiểu dùng bò sửa chuồng bò á sao nhà xa À, nó vậy mới là động á. mình đang vô cái nước à? Vô bây giờ vô xong rồi, Dạ, vô xong rồi. vô xong rồi Dạ. mừng Là quá. hôm bữa là mình bơm cái nước hay là mình kéo cái nước kéo Không, dây chú? không kéo dây, mình Kéo kéo dây nó dây. chất lượng hơn. Dạ. Còn cái nước mà bơm mình đi đóng cái nước đó, nó thấy ở đây nó đóng là hư hết trơn à, bốn Dạ. năm người mà thấy hư không à, Dạ. bơm không có được. Cái vô mình vô cái nước á, cái nước ống đó. Căng rồi nè, vô đó vô từ khi dòng vô lắm, vô nhiều lắm, vô nhiều hai cái đoạn đường lận mới vô tới nhà mình. Dạ. Vô vậy mừng quá trời luôn, Mừng nghe chú. mừng ơi mừng, không biết lấy gì mà so sánh nổi đâu. Dạ. Thôi nào tới giờ 20 mấy 21 năm rồi chưa có cái này, nội trong nội cái điện này còn không có nữa. Dạ, Tôi bữa mới nay vô được hơn một tháng rồi, vô rồi dạ, bên Tết đây dân là tộc. nhà mình có tivi này kia đầy đủ rồi, ok á chú. Người ta bữa vậy bà con cô bác trong nước ngoài nước Dạ. và Mạnh Hồng Vân nó giúp cho tôi không cho tôi không tôi gắng nó giờ mua sắm nè, thấy không, là bếp ga cũng có, nồi cơm điện cũng có, cái gì cũng có hết trơn. Chuồng bò cũng sửa lại, là mua bê lại làm cũng kính, là nó đẹp lắm. Tủ vàng đồ rồi có ok hết nè chú. Cũng có đầy đủ hết trơn. Tôi rất là cảm ơn những mấy người trong nước ngoài nước và cô bác Mạnh Hồng Vân đồ đó giúp cho tôi đó. Bây giờ tôi thấy tôi vui quá, tôi cũng không biết nói gì, chuyện gì mà được nhiều đâu, tôi mừng quá mà tôi rất là mừng thiệt. Bây giờ được cái nước rồi, bây giờ cũng chỉ còn cái nhà sau đó nó dột nó dẹo rồi, bắt đầu cũng là chắc phải sửa chữa lại, còn cái món đó sửa chữa lại. Và nếu mà làm được cột đúc cột tốt thì mình cũng mừng nữa, là ở đời đời rồi, đời đời là Nhưng bây giờ là mình chỉ còn thiếu cái nhà sau nữa là xong rồi chú. còn thiếu nhà sau nữa, bây giờ còn thiếu nhà sau. To thuốc là của chú này thôi, người đi người vô, người vô người đi, người đi người vô, người vô người đi, mới lại đi nữa nè. Xin coi thuốc đúng không chú? Đúng rồi, to thuốc này là tính ra hồi đó, to thuốc đó, đem thuốc lại đó cho người ta coi đó, mở ra cho người ta coi, mới là cũng như là quay phim như chú vậy đó, mới đi với cô gái hơi thấp thấp trắng đó, nãy đó mới đi đó. Cũng đi rồi cô cũng muốn nói với tôi, nói lại chú Bảy cũng mua cái điện thoại đi cho để coi có địa chỉ địa gì không, muốn nói muốn gì đó. Cũng đi cũng mới chụp hình nè, đi chạy đi chỗ vợ, nãy mới đi chỗ vợ mới lấy điện thoại lại, lấy cái chìa khóa nè, to thuốc đó đặng là chụp đó. Chào. Rồi bữa nay là sao vui bữa đây ha, đó mới mua đó, mới mua cái này là bữa qua nè, mua cái bếp ga với cái này với sữa chuồng bò để nó đẹp đó. Vô ok, khoảng mình giỏi, mình giỏi rồi. Mấy cô chú này cũng tiếp lắp đất lắp gì đó, tôi đó vô được cái nước rồi đó. Cái Sao nước luôn rồi đó. vô rồi vô xong rồi bữa qua chạy lung tung, chạy một Đúng ngày rồi, luôn. dạ để con hỏi thăm chú rồi con đi vòng quay cây nướng nha chú. Dạ. Hả?
Nó mừng quá, vui quá, kêu chú này lại tâm sự tôi mừng. Dạ. Hôm nay có ca nào nữa không chú? Không có đâu. Mấy tay đó. Cái này rượu đó. Với chú cháu nói nửa lít ngồi nhâm nhi. Dạ, thôi để con ra con coi cái cây nước thử coi. Đúng rồi. Dạ, 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 dạ. Nước có. Thôi dạ để con đi đường sau. Giờ mình sẽ mạnh nha. Cùng các quý cô chú anh chị cùng theo nhà sau quá quý cô chú. Chú đã làm cái nước lại rồi. Chú đang nhậu với một bác. Ơ con bò đó, con bò nó. Đây nè, hôm bữa mấy cô quý cô chú gửi tiền cho chú á để làm cái nước á, này giờ chú đã làm rồi nè. Câu cây nước vô đây hả? Ừ, không, mình kéo dây, kéo dạ, kéo dây kéo dài ra tuốt ngoài trong nhà ta. Đây là nhà của chú rồi, đã có các mạnh thường quân ủng hộ làm được cái dây nước nước máy nha quý vị. Rồi mình sẽ đi lên trước nha quý vị nha. Dạ, chú cũng nói đang làm lại cái chuồng bò nè. Chú mới làm lại sửa lại cái chuồng bò. Liền để mình mỉa tiền, mẹ tiền. Làm không để cho nó nguội, để nó sẽ nguội đi. À, nước ok không chú? Qua wow, nước quá mạnh chú. Rồi ngon lành đó chú. Mình ngon lành hết rồi. À, cây nước đây hả chú? Qua hai đoạn đường đất người ta đó. Dạ. Đó đất ở trước đó, cổng trước đó, một đường rồi qua đất bên này nữa. Dạ. Ê cũng thợ, ê cũng làm dạ, cây nước đây nè. Ừ. Mình vô hết nhiêu tiền vậy chú? Hơn 1 triệu, 1 triệu 200 200 700 280 gì mới bữa qua. Dạ. Tới giờ là cứ cho là 1 triệu 3 đi ha. Đây cây nước này cũng mình qua đoạn đất ba mình liên quan cho người ta chút xíu nữa. Dạ. Nhà nhà người ta mừng muốn chết rồi, miễn là khó. Trời ơi. Yeah. Ta có là kết với ai trước đó. Ta có dễ dường mình không chú? Trời khó. Dạ không có đâu. Trời dạ, thương lắm nè, mua mảnh đất này nè, ta mua dạ. Đây. Cây nước này mình bắt được mấy ngày rồi chú à? Mấy bữa qua nè, đi tối ngày luôn bữa qua đó. Dạ. Vừa săn bò này nè, bò đó chuồng bên nãy bây giờ nó qua bển rồi, mua cái này hơn cái này hết mua hết 1,5 triệu nữa. Yeah. Cái lưới này đóng vô bây giờ lưới chạy chuồng nó qua một bên. Lưới B40 đó chú. Dạ. Rồi bữa vậy mình đặt tặng sửa chữa cái này nè. Đây, lưới B40 nè quý cô chú. À, chú mua chú làm lại nè. Cái máy tôn đằng sau nữa. À, tính sửa nhà sau này thấy nó dột quá. Bữa vậy mới gọn gàng không thôi vậy thôi. Yeah. Con nó nuôi cái này nuôi cái kia. Tại vì mà khi mà chú nói lên video á thì chú muốn là sửa cái này sửa cái kia thì một cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho chú là chú sẽ lập đất chú làm liền không? À, giờ chú đã làm cũng gần như là hoàn thiện hết quý cô chú. Giờ là chỉ còn có cái mấy nhà sau là hơi bị dồn tí thôi. Đây mình Mạnh quay vô quý cô chú xem. Hôm bữa là quý cô chú á, gửi cho chú là mua làm cây nước rồi mua tivi tủ bàn ghế rồi nói chung là cô chú đã mua hoàn tất hết rồi, nói chung là mình cũng thấy Mạnh cũng thấy gần hoàn thiện rồi. Giờ là chỉ còn cái mái nhà sau chú nó còn hơi bị dột. Hôm nay tại Mạnh cùng mấy anh em á sẵn xuống Sóc Trăng rồi ghé thăm lại chú. Hôm bữa con bò là nó bên kia, hôm nay chú mới mua lưới B40 nè. Đó. Rồi chú đưa hai con qua đây luôn. Chắc đưa hai đưa hai con qua đây cho nó đẻ quá. Bò bên đó nó giữ thì thôi luôn quý cô chú. Nó gặp nó muốn tùng. Rồi. Con bò này nó giữ lắm nè quý cô chú. Nó, ê xích đi ra nha, nó lại nó tưởng bắt con nó tung á. Lưới B40 này chú hôm qua chú nói chú mới mua làm xong rồi nè.
Đó, giờ là chỉ còn cái mái nhà. Còn cái mái nhà chú nó hơi bị dột. Cũng mong cho chú hoàn thiện. Mạnh cũng thấy chỉ còn có mái nhà nữa là chú sẽ hoàn thiện. Nước nôi đồ nói chung là cũng ok hết rồi quý cô chú. À. Mấy cái nóc này. Tính đây 1,5 triệu cho một cháu, cho em rể đi mua 1,5 triệu con mấy rồi không thôi nó con này nó phóng ra hoài, nó nhảy qua ra hoài kìa. À. Sao mình không làm lên cao cao chú, mình tưởng là hồi đó nó ở đây nó phóng ra không được, không ngờ bây giờ nó phóng quá trời phóng luôn. Bây giờ dồn qua đây là mua lưới lại là qua bên này, bây giờ vô nó một chuồng cho nó dễ, mình dễ nuôi. Tại vì để mấy cái nhọn nhọn này nè, coi chừng nó trúng á. Không sao đâu, giờ tới cả này nó hết phóng ra rồi, hết phóng ra nổi rồi. Hồi sang chuồng nó ở đây là cỡ 10 bữa không có lầm, tại vì vợ đi mần hoài nó đâu có lầm cái chuồng thay cái mùng này lại đây được đâu. Chú sang mấy con bò này qua chuồng bên đây để chú sửa lại cái mái che bên đó. Đúng rồi đó, nó vậy đó. Chừng nào sửa chú? Bây giờ ở đây thấy thợ cũng ở đây mắc mần không à, thợ trong số mình á, nó mắc mần, tính sửa chắc sửa từ từ á, có tiền nhiêu sửa nhiêu đây, chừng nào hết thì để đó nữa. Mà tính là có cột có gì rồi quánh tôn, thí dụ mình có tiền còn tiền quánh tôn nó quánh gì đủ bao nhiêu, còn bao nhiêu thì dách phải lên, gạch thì lên, chỗ nào quánh tôn thì quánh tôn, mình thí dụ vậy đi. À, làm cũng như đủ là số tiền mình thì nhiêu đó là mừng rồi. Bây giờ lung tung rồi, vợ đi rồi, còn vợ ở đây mà còn hay lắm, vợ tôi. Dạ, nói chung là cái nhà chú cũng gần hoàn thiện hết rồi, giờ chỉ có còn là một cái nhà sau nữa thôi quý cô chú. Cái nhà sau để hơi dột á, là để chú để mấy con bò cho qua bên đó. Đây, Mạnh sẽ quay cái ngôi nhà của chú. À, chú này Mạnh cũng cái tên chú rất là khó kêu luôn. Cho nên Mạnh cứ cả nhóm cứ kêu chú là chú Lò Thiêu. Mong quý cô chú thông cảm bỏ qua cho Mạnh. Đây, tủ bàn ghế chú mua hết rồi nè. Quý cô chú có tài trợ cho chú một số tiền đó. Tủ bàn tivi này nói chung ok, bếp ga đồ chú đã mua hết luôn rồi. Mạnh cũng thay mặt cho chú cảm ơn các quý cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ như những hoàn cảnh khó khăn giống như chú vậy đó. Cái video tới đây mình cũng xin khép lại, hẹn quý cô chú những video tiếp theo. Mình chúc quý cô chú luôn gặp nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi mình xin chào.